Xin chào tất cả anh em, hôm nay mình hướng dẫn anh em chơi một cái app báo hay mà mình đã từng giới thiệu anh em. Nó ra một sự kiện là bắt cua đổi thẻ cào nha anh em. Link thì link hướng dẫn mình để dưới phần mô tả luôn, rồi link đăng ký kênh mình, link tải app mình cũng để dưới phần mô tả đó. Anh em nào mà chưa không biết thì link hướng dẫn mình đăng ký mình để dưới phần link mô tả đó anh em. Đầu tiên mình hướng dẫn sơ lại cho anh em cách kiếm xu trên app này anh em. Anh em đi đọc báo. Đầu tiên anh em đi đọc một bài báo. Đầu tiên anh em đọc một bài báo nè. Để mình nhấp vô. Anh em chờ chút. Tại vì nhà xa mạng hơi lát thì mong anh em thông cảm. Đầu tiên anh em vô đọc bài báo là nó có cái hộp quà nè anh em. Hộp quà này nó chạy chừng nào hết thì mình nhận điểm anh em. Anh em vô coi thấy bài báo nào hay thì anh em coi. Anh em nào muốn tương tác thì đăng ký đi rồi để lại lượt để lại comment dưới bên đi dưới đi, mình sẽ trả lại cho anh em. Mình làm cái clip này là mình không có tiện ghép gì anh em, chứ chủ yếu là mình làm YouTube review cho anh em chơi. Vậy chừng nào đủ thẻ cào mình sẽ đổi thưởng cái app này mình tặng cho anh em luôn, chứ mình không có ăn ghép gì của anh em đâu. Rồi anh em đọc báo xong rồi anh em qua bên nhiệm vụ nữa, cái phát tài nè, có cái phát tài nè, anh em vô cái phát tài nè, nhận xu. Khoan chờ chút, anh em lấy nước nè, nhiệm vụ lấy nước rồi đi đọc báo nè anh em. Thôi mình thoát ra đi, để mất thời gian của anh em, mình thoát ra đi. Mình review này lắm, mình sẽ review anh em bắt cua nhận thưởng anh em. Anh em vào phần bắt cua nhận thưởng nè. Anh em xem. Anh em bấm vô nút chữ xem. Mỗi ngày nó cho anh em được bắt cua 6 lần anh em. Mình hướng dẫn cho anh em nè, anh em bắt con cua nào tùy ý. Rồi, dính nè. Anh em trúng được bạn nhận được sell sóc và nhập mã để nhận ưu đãi 7% nhận. Anh em nào muốn ấy thì nó trong đây nó mình bắt chúng mã giảm giá mua đồ này nó rẻ lắm anh em. Rồi mình ra bữa nay mình bắt hết 6 lần anh em. Ngày bắt được 6 lần anh em ơi. Mai vô bắt tiếp. Mình bắt ví dụ mình muốn mua hay mua, mình vô mình bắt đi muốn mua đồ vậy nó cũng rẻ nữa. Như bắt chúng mấy mã giảm giá đó anh em. Hay lắm. App này nó ra một cái sự kiện này là rất hot. Anh em vô đây chơi coi anh em buồn vô. Nó mới buồn ấy. Anh em nào có đăng ký nhớ để lại comment đi, mình tương tác mình trả sub cho mình. Làm clip này là chủ yếu là tương tác qua lại với anh em thôi. Khoan, qua phần cá nhân nè. Chừng nào mình đủ xu mình đổi thưởng cho anh em nha anh em. Chừng nào anh em đủ thu anh em đủ xu đó. Anh em bấm qua nút đổi thưởng nè. Bấm bên phần cá nhân lên bấm nút đổi thưởng nè. App này đổi uy tín, đợi hả mình có đổi rồi. Rồi anh em, ví dụ như anh em muốn chọn nhà mạng nào thì chọn Viettel, Winaphone, Mobifone, Vietnam Mobile nè, Mobi đồ nè anh em. Mà lưu ý anh em, mình lần đầu mình đổi được 10.000 anh em, lần sau đổi được 50 anh em. Anh em nếu clip này thấy hay anh em nhớ bấm nút like và đăng ký ủng hộ kênh anh em. Mình không có tiện ghép đâu, mình cho anh em coi cái phần tiện ghép của mình nè.
app này không có tuyển ghép anh em ơi, có tuyển ghép mà siêu à, mà bông bè nè, mình làm nè, mình cho anh em coi cái phần tuyển ghép của mình. Nên em nó có sự kiện là làm sao đây nha bông bè nè, mình mời một người đầu tiên thì được 1.000, mời lần hai người thứ hai được 2.000 anh em, mà mấy này chắc đợi nào thương cổ nào mình đã mời được. Rồi vậy video đến đây của mình kết thúc, xin chúc anh em xem video vui vẻ, hẹn gặp lại anh em vào clip tiếp theo. Chào tạm biệt.